À, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái làng chài nghèo tại Hồng Kông để xem thử người dân họ đánh bắt thủy hải sản và buôn bán như thế nào các bạn. À, đây là một cái làng chài rất đặc biệt, đó là họ giữ vững được cái văn hóa ngày xưa là họ đánh bắt ở quầy thuyền, quầy khơi xong họ vô bán trong cái chợ. Và người dân Hồng Kông họ đi tới cái chợ này và họ mua hải sản tươi sống. Thì bạn có thể mua về nhà để chế biến ăn uống, hoặc là bạn có thể mua theo từng nhỏ như thế này, bạn bán từng dĩa và bạn mua và có giá các bạn. Thì cái chợ này là họ có thể là trả giá được các bạn, nhưng mà mình không biết cách trả giá sao, tại vì ở trong cái làng chài nghèo này thì người dân họ biết tiếng Anh là hầu như là rất là hiếm các bạn ạ. Thì bạn mua xong bạn lên trên lầu và bạn sẽ được chế biến, và cái tiền chế biến nó riêng lại tiền hải sản các bạn. Thì rất may là mình gặp được cô chủ ở trên lầu này, là cô chủ này nói được tiếng Anh nên mình mới kêu là cô chủ xinh đẹp này là chế biến cho mình. If I rip the ginger. Dạ dạ. Okay, that one steam. Steam? Yeah, steam. You want it fry? Yeah, why you don't fry? Okay. Yeah, yeah. Nhưng mà cái giá rất là chát, quay không? Cái giá chế biến mà trời ơi má, một nửa giá của hải sản luôn. Ví dụ bạn ăn hết 5 triệu tiền hải sản thì tiền chế biến nó cỡ 2 triệu rưỡi các bạn. Sau đó mình sẽ đi qua quầy cái đại lộ ngôi sao, và ban đêm bạn thấy nó đông kinh khủng, nó đông còn hơn là buổi sáng. Buổi sáng thì chỉ có 30% thôi, nhưng mà buổi tối là 100%. Và đường phố tại Hồng Kông buổi tối rất là đẹp các bạn, và bạn nên đi tới Hồng Kông vào buổi tối, nó sẽ đẹp hơn là buổi sáng, rất là nhiều đèn đỏ mà lên rất là hoành tráng. Và mình đi cho bạn coi thử xe buýt 2 tầng ở tại Hồng Kông như thế nào. Sau đó chúng ta đi xuống ăn cái quán rất là nổi tiếng ở tại quận Cửu Long này các bạn ạ. Đây là cái quán cơm tây cầm mà bạn phải xếp hàng dài mới vô ăn được. Nó có tuổi đời hàng mấy chục năm rồi các bạn ạ, rất là lâu. Và cơm ở đây rất là ngon, xem nè. Ý, cơm tây cầm nha các bạn. Đó. À, thấy chưa? Nó giống như cơm niêu của Việt Nam mình, nhưng họ nó năm tầng nâng tầm lên thành là cơm tây cầm. Ở dưới họ là cháy, ở trên họ bạn đủ topping như là thịt bò, thịt gà, thịt cừu, thịt ớt, thịt lươn, muốn cái gì cũng có các bạn ạ. Giờ let's go thì mình khám phá Hồng Kông nào. Ok bạn, hiện tại là mình đang ở tại Áp Lợi Châu. Đây là một cái làng chài ngày xưa của Hồng Kông các bạn. Bữa trước là video trước mình đang ăn street food, mình thấy có cua ghẹ rồi ngon quá. Thì mình muốn đi tìm hiểu coi thử là cái hải sản street food ở tại Hồng Kông thì họ đánh bắt ở đâu. Thì đây, chỗ này mình bạn nhìn ra đây nè, đây là những cái thuyền đánh bắt cá mồi vào sáng sớm. Họ đánh bắt xong giờ tới trưa là họ sẽ cập bến vô. Bạn có thể đi thuyền đi xuống đây tham quan làng chài họ đánh bắt như thế nào. Rồi đó bạn ăn street food cũng được. Thì hướng vòng qua đây bạn thấy không? Bên kia là chung cư, nhìn qua đây là cái cảng biển. À, tàu đánh cá cũng như bên Việt Nam mình vậy các bạn. Những cái thuyền nhỏ. Thì làng chài này tên là Áp Lợi Châu từ thời mà thực dân Anh tới giờ rồi các bạn. Chỗ lưng này mình sẽ có một cái biểu tượng của làng chài nè các bạn. Ngày xưa là Hồng Kông là một cái làng chài nghèo nha các bạn. Đó. Thì giống cái xuồng ba lá tại miền Tây các bạn. Có cái lu nước nè, bắt cá vô xong họ chèo bằng cái mái chèo thôi các bạn, đội mũ. Thì người dân ở tại Hồng Kông ngày xưa thì cũng rất là nghèo các bạn, làng chài nghèo như Singapore vậy. Sau này Anh họ vô họ làm thành thuộc địa này nọ thì họ đầu tư phát triển cho Hồng Kông, sau này thành trung tâm kinh tế tài chính của thế giới luôn các bạn, bạn thấy không? Giờ nó phát triển thì nói chung Anh mỗi lần nó đi đô hộ thuộc địa nào thì thuộc địa nó cũng rất là phát triển. Bên này cũng có hai tượng của fisherman rồi thì nọ, họ đã bắt cá ngư dân các bạn, thời mà bắt đồ như thời nhà Thanh các bạn thấy không? Cá rất là nhiều. Thì sau lưng mình đây sẽ là một cái chợ hải sản seafood rất là lớn ở tại Áp Lợi Châu này. Đây là một cái vùng biển phía nam của đảo Hồng Kông. Thì vô đây mình sẽ lựa cho bạn coi seafood rồi ăn uống chế biến như thế nào, và rất là hay ở tại Hồng Kông này. Không khí rất là trong lành, thì mình đi cho bạn xem một vòng. Chỗ này gọi là Áp Lợi Châu Waterfront, Waterfront đó các bạn. Dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt là Áp Lợi Châu nha các bạn. Cảng biển Áp Lợi Châu. Thì vô đây cho bạn coi không gian nè. Bạn nào mà đi Nhật rồi bạn biết thì Áp Lợi Châu này nó giống như Hiroshima lắm bạn, rất là yên bình, một cái làng chài bây giờ rất là hiện đại và yên bình. Họ vẫn ở trước này họ vẫn có một cái miếu thờ bạn thấy không? Mỗi lần ở chỗ làng chài, bạn biết ở bên Việt Nam mình mỗi lần trước cái làng chài họ hay thờ những cái người mà trước khi ra ngoài biển đánh coi á, hay cúng kiến để chờ yên biển lặng đánh được nhiều cá các bạn ạ. Thì cái phong tục làng chài đó khắp cả thế giới luôn, ở châu Á mình á. Ở Singapore, Việt Nam hay là Hồng Kông, Đài Loan gì đó cũng đều như nhau. Ở trước mặt nè thì cái men quay bạn xem thì không khí rất là yên bình. Thì bạn đi vô đây thì có cái chợ trong này nè. Đây bạn, chỗ này là cái chợ, cái market. Vô đây trong cái chợ này rất là to thì bạn sẽ mua được coi thử seafood trong Hồng Kông là đa dạng như thế nào. Theo chúng mình nha. Bên tay trái các bạn thì họ bán rau củ quả hoặc là làm nhà hàng nhà đồ, nhưng mà bên tay phải này chính là cái chợ nè. Đó.
Đó cái menu cho bạn coi nè, đây là cái chợ. Thì bạn thấy không, bán rau củ quả. Thì xa xa ghi bán thịt, cái menu đừng qua thịt đỏ nhiều. Đó. Rau củ quả thì bạn có thể đi chợ shopping mua rau củ quả để nấu nướng chế biến nha các bạn. Ở trên lầu 2. Hướng vào đây, cái menu hướng vào đây là bạn coi là bên này, hướng bên này mới là seafood rất là nhiều. Nhiều mặt hàng seafood lắm bạn. Đây. Ở đây là các loại seafood cá ở tại Hồng Kông. Nhiều lắm bạn, các loại cá bự. Cá nhiều loại không, cá đỏ. Này có cá hố của bên Việt Nam mình bạn thấy không? Bạn đã biết cái này cái gì không? Này cá khoi nè. Cá khoi ở tại Hải Phòng gì đó mình nhớ không lầm. Đây là cái loại cá đầu dẹp. Cái này cái gì tôi quên luôn rồi. Giống cá đổng. Rồi đủ loại cá hết. Bên này biển ngon nữa nè các bạn. Đây là các loại cá. Ui con cá này giống cá hàm ếch gì đẹp ghê, giống cá chê quá các bạn. Giống cá chê nè. Lóc xương ra hết sẵn luôn. Rồi cá chép. Đây là cá mú các bạn. Đây. Nhiều loại lắm bạn. Chỗ này rất là có nghĩa là đông vui nhất hả các bạn. Bán seafood bự lắm. Này, bạn thấy đây đi chợ ở tại Hồng Kông. Bạn coi nè. Đây là xà lụa nè. Đó là xà lụa, bên cạnh là ốc hương. Đúng không? Đây gần xíu nè. Đây là con xà tô hay là xà gì nè. Tu hài nè. Đây là tôm tít. Cá. Chỗ này là mực. Ui mực nó to các bạn. Trời mực nó kinh khủng luôn nè. Mực. To. Rồi, cái men hướng qua đây xíu lên trên này nè. Nguyên một dãy này luôn. Bán rất là nhiều seafood, thì bạn thấy có tôm hùm nữa không? Đây là tôm hùm bông của bên Việt Nam mình luôn nè, bạn thấy không? Tôm hùm bông. Rồi cua. Nè, tôm hùm bông đó nè các bạn. Có nhiều loại nhỏ nhỏ. Chỗ này là con có con cá dẹp này ăn cũng khá là ngon đó, bạn chiên lên ngon, giống bên Hàn Quốc nó bán 60 đô bạn thấy không? Đây hướng qua đây xíu rồi còn gì nữa không? Cái men qua đây nè. Nè. Nhiều loại lắm. Bạn có thể ăn quá loại seafood luôn nè. Cá gì lạ đâu bạn không, bên Hồng Kông. Seafood ở Hồng Kông rất là nổi tiếng về cá. Bạn có thể mua cá ăn rất là ngon nha. Đây là cái loại cá mình không biết cá gì, bạn nhìn nè. Có tôm hổ nhỏ nữa nè, thấy không? Tôm hổ nhỏ. Tôm sú. Đây là rất là nhiều loại tôm bạn thấy không? Họ để 40 đô, 50 đô. Đó, tùy loại. Dĩa cá, bạn có thể mua từng dĩa để lên chế biến các bạn. Đó, họ làm sẵn luôn cho bạn coi luôn á, những cái con cá rất là nhiều. Thì bạn có thể mua những dĩa cá nhỏ này bạn chiên xù lên ăn ngon lắm nè, cũng bán 30 đô luôn. 30 đô là khoảng tầm 100 ngàn á. Đó. Đó thì họ làm sẵn cho hai người trong đó là đang làm cá cho bạn xem luôn. Bên này còn tươi sống cũng nhiều lắm. Thì mặt hàng bên này là sẽ là tươi sống, bên kia là họ chết rồi xong họ làm rồi thì đông lạnh, bên này tươi sống thì nó mắc hơn. Ở đây là giá theo kiểu mắc kịch đó. Không biết giá bao nhiêu. Nhưng mà bên này có con bào ngư các bạn, 100 đô. Thấy không? Bào ngư thấy không? Cua, con cá kia cái biển to ha. Qua đây bạn coi tôm hổ nó bự lắm nè các bạn. Nó còn sống nha. Đây tôm hùm, trời tôm hùm bông các bạn. Hổ nó to chứ. Ui. How much for this one sir? Trời ơi tôm bự. How much? Tao không biết tiếng Anh đúng không bạn? Nhưng mà mệt nhá. Đây là cái mú đỏ, cái mú đen nè, bạn chọn nhìn ngon các bạn. Đây là cái mú. Các bạn thấy không? Cái mú đen nè, cái mú đỏ, cái mú không? Đây là tôm mú ni nữa nè. Đó là tôm mú ni. Trên kia là có sò điệp, Hokkaido nữa kìa. Rồi ốc móng tay là siêu khổng lồ luôn ơi, nó là ốc móng tay. Ui. Nhiều lắm, trong đây một dãy cái mú luôn bạn. Ở Hồng Kông rất là nổi tiếng về cái mú hấp xì dầu các bạn. Nên cái mú họ rất là nổi tiếng. Đủ loại luôn, cái mú hổ, cái mú đen, cái mú đỏ trắng sọc gì tùm lum hết. Nhiều loại lắm bạn. Còn bên này còn có ghẹ. Ghẹ bên Hồng Kông. Ghẹ Hồng Kông các bạn. Đó. Quá trời ghẹ luôn. Thì hướng bên này là nhà hàng seafood rất là nhiều. Dạ con vòng cho bạn coi. Đó. Bạn thấy không? Can you have the red one? Yeah. No. Yes. Oh, cái mũ đỏ. How much for this? Hơi vài lại bài. Ui, con đá nó nhìn đẹp các bạn.
đó, cái mũ đỏ. Chú con lên bạn. $250. À, $250 các bạn. Con cá này $250 khoảng tầm số nhà. Ok, ok. Can I see this? Oh, lại. Yeah. À. Đây. Nhìn đã vậy em bạn. Nhìn sẽ hấp xì dầu. Bé à. Ok, ok, ok. Đâu ra. Phải xì xì cho dạ. Thì do đó họ sẽ làm cho mình là $250. You are cash or carry ready? Cash only cash. Cash. Okay, okay. Bên này là chủ yếu là tiền mặt các bạn. Thì trong kia họ làm dèo hết à. Má không biết không đủ tiền mặt luôn các bạn. Ở dưới nhiều kỳ xin nhau. Ờ, hổ, mà má ơi. Hai trăm mười đô. Tôi chè. Lấy anh kể đi bạn. Bây giờ họ hết tiền mẹ rồi bạn, hết tiền mặt rồi. Trong chợ lấy tiền mặt không sẽ đi đổi tiền. Tôi mới đi đổi tiền về nè, không? Bây giờ đi mua tiếp. Sợ thiệt. À, can I have this? Cái nào? Cái hồng à? Hold on, hold on. À, ok. Mua thêm seafood nữa không? Đây ghị hồng nè. Ba, I don't know. How much for this one? $240. Ah, for 1 kilogram. 130. Ah, okay. Can I have two? Yeah. Đây bạn hai ghế. À. Cũng xin nhưng mà từ này con ốc lạ với ta. Trời ơi. Đây bạn ốc nhìn lạ chưa? Ốc gì vậy? Cái à. Thử coi, thử mấy con lạ lạ chưa ăn lần nào mấy không? Mấy ông thích ăn con gì nữa? Cá nhìn lạ quá hả? Hai con cá này nó dẹp nó chiên nhìn cũng lạ nè. 116 200. À, ok ok. Là hết tầm 400 hả? À, and this. Dĩa cò. Dạ. Một dĩa đó 60. Mình ăn thử mấy con cá lạ lạ nhiều quá. Này con này không gì không biết mà con này to chứ bạn. Ui, này nó bò quá, này ốc hương đó bạn. Nhìn ngon ha. Thì vô trong kia làm. Thì các bạn nhớ đi tới Hồng Kông là bạn nhớ đổi tiền. Đổi tiền mặt nha các bạn, chứ tại vì tiền đại thầy credit card không xài được. Ở đây không có sùng rùm credit card các bạn. À. And a fish. À. 420 đô. Hồi nãy mình mua con cá thì 200 mấy đô nữa là tầm gần 700 đô các bạn. Khoảng 2 triệu mấy á. Chưa tính tiền nấu ăn nha. Dạ, yeah, yeah, tôi chè. Ở đây có con cá lạ lạ nè. Này người ta bú ni nữa nè. Trời ơi. Ăn thử cái này bự bự. Còn bú ni nữa mấy ông. Ok. Tại vậy. $110. À, $120. À. Hết rồi, tôi mới đổi ra được nhiêu giờ tôi còn nhiêu đây tiền nè. 100 đồng. Ok. Tôi chia 200. Còn 200 đồng à, không biết đủ nấu ăn không.
The fish? Okay. 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 One, two, three, four. Ok, thì bạn mua seafood xong thì bạn có thể lên chế biến. Bạn thì đây nguyên cái dãy này là hàng seafood nhiều lắm bạn. Nhiều loại lắm. Để mình coi thử có gì lạ lạ chưa có, mình sẽ mua cho bạn xem. Tôm lạ lạ, tôm nhỏ, chăm rử. Thử luôn ha. Ok, can I have this? Dạ. Dạ. Tôm nhỏ nhỏ nhìn lạ, bên Hồng Kông luôn. How about 100? À. Ôi ôi. Tôm nhỏ xíu bung 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 bung. Dạ. Đó, nhìn tôm cái này xíu đi. Đây các bạn. Tôm này nhỏ xíu. Bung 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 nhìn ngon các bạn. $100. Đó. Dạ. Dạ tôi chè, tôi chè. Đó, dãy luôn các bạn. Seafood nhiều quá, dãy dưới đó luôn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lên chế biến seafood. Thì ở đây bán đồ ăn thịt heo, rau, củ quả, tùm lum hết. Thì các bạn lùi qua đây. Thì hướng đến đây là bạn trên này là sẽ đi lên chỗ này là nấu ăn. Thì bạn sẽ lên trên lầu này là chế biến các bạn. Thì cái tiền seafood này là cái tiền chưa bao gồm chế biến. Thì mình mua hết tầm khoảng là hết $1,000, khoảng 3 triệu các bạn. Thì chưa bao gồm chế biến nha, mỗi món chế biến là tính tiền riêng khoảng tầm từ $50 đến $100 nữa cho chế biến từng món thì theo chân mình. Đây các bạn, thì trên lầu thì bạn trên lầu này bạn sẽ lên không gian nè. Thì bạn có thể bên tay trái là chế biến, tay phải là bạn ngồi ăn. Yeah, I got it. The last. Yeah. Thì đây là bạn có thể thuê công chế biến, bạn tùy quán nè. Sau đó bạn sẽ ngồi ăn bên tay phải. Yeah. Yeah, come back. Yeah. I change the money. Rất là nhiều món rồi. Ui quá trời. Fish. Fish. Yeah, yeah. Đây là cá nãy mình mua nó hấp tiền. Dạ. Ốc. Làm luôn rồi hả? Làm luôn rồi, ốc là làm luôn rồi. So okay, maybe omakase. Yeah. That one just steam, that one yeah. Is deep fried with the ginger. Ah, yeah, yeah. Okay, that one steam. Yeah, steam. You want deep fry? Yeah, why you don't fry? Okay. Yeah, fry. And then that one with the garlic. Yeah, garlic, yeah. For you. Yeah, garlic. That one just with the water. Maybe 5 seconds, okay. Okay, yeah. That one. For 30 seconds. Okay. Okay. You can take the seat first. Over there. À, gọi bạn này bạn. Thì là bạn xin xong việc. Ok. Chế biến xong rồi ngồi cho bạn cái lựa cái bàn thì ngồi ngoài cái cửa sổ này bạn. Đây. Đấy bạn thì là bạn ngồi đây chờ chế biến này nọ các kiểu xong là ngồi ăn. Thì bữa bên mình review bạn coi bên Campuchia cũng có cái chợ để mua seafood xong ngồi chế biến ăn các bạn. Thì cái chỗ này là cái đảo riêng ở tại Hồng Kông các bạn, chứ không phải là nó không dính liền vô trong cái Cửu Long hay là đảo Hồng Kông đâu. Nó là một cái đảo riêng gọi là Áp Lợi Châu. Thì bạn bắt tàu điện ngầm đi ngang qua đây cũng rất là tiện lợi các bạn. Chung như Hồng Kông là phương tiện rất là ok á. Trong khi chờ seafood ra thì mình sẽ ăn cho bạn coi. Đây là cái món signature ở tại cái đảo Áp Lợi Châu này. Đây là cái món bánh mì chiên. Ở trong họ có sốt phô mai chi gì đó mình không có biết nha. Bạn nhìn ở trong này có sốt ra thấy không? Thì mình ăn thử một cục cho bạn xem thử là như thế nào. Đây là cái món signature ở tại đảo Áp Lợi Châu nè. Thử nè. Cái mùi giống như đậu phộng mà. Họ sốt cái nước đậu phộng bỏ lên cái bánh mì chiên ngọt ngọt. Cũng ngon các bạn, giòn giòn thơm.
Thì bạn biết đó, mình qua Hồng Kông á, mình review cho bạn coi rất là nhiều về ẩm thực. Thì tại sao là như bạn? Tại vì á, Hồng Kông á chính là một nơi trong những cái nơi gọi là nó ăn ngon nhất ở tại Trung Quốc các bạn ạ. À. Nên là ẩm thực của Quảng Châu, Quảng Đông, đặc biệt là Hồng Kông thì là đại diện cho nền ẩm thực phía Nam của Trung Quốc. Thì phía Nam Trung Quốc á là rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn, là ăn rất là ngon, như Tứ Xuyên cũng là gần vùng phía Nam đó các bạn. Rồi vùng Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Châu, Đài Loan, Hồng Kông. Đó là những nơi mà nấu ăn rất là ngon, rất là nổi tiếng toàn thế giới. Nên khi qua Hồng Kông á, bạn nhớ thử food, bạn rất là đa dạng, phong phú các bạn ạ. Nó phong phú rất là nhiều hơn nếu mà so với Thái Lan á, hay là Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì Hồng Kông đồ ăn phong phú hơn rất là nhiều. À, họ chiên xào nấu nướng này nọ các kiểu rất là good các bạn, ăn ngon hơn là phía Bắc của Trung Quốc. Nhưng mà phía Bắc của Trung Quốc á là nó là thảo nguyên, nó chiên về đồ nướng, đồ nguyên bản, nó không có chiên về gia vị nhiều giống như những vùng phía Nam này. À, ok các bạn, chúng ta đã lên được sơ sơ trước hai món này, mình ăn thử các bạn coi thử con tôm này. Đây, đây là dĩa tôm rất là ngon. Tôm này tôm mình thấy bên Hồng Kông mới thó, loại tôm này nhỏ nhỏ bạn, mình mua hết 100 đô thì khoảng tầm 300 mấy chục ngàn các bạn, được một đống luôn. Thử nha, nhìn cái da của nó giống như cái vằn của con hổ bạn, giống như tôm hổ mà tôm hổ nhỏ vậy á, nhưng mà nó không phải là tôm hổ đó. Đầu tôm nè, đây mình ăn thử coi. Thử ngọt đúng không? Ngọt tươi rói bạn, nó tôm này còn sống nhảy tấp 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 tấp. Có thể chấm với xíu nước mắm. Thơm á, good bạn. Cái này giống như ở bên Việt Nam là tôm sông á, bạn hay lấy lên bạn ram á bạn. Cái này tôm này nhỏ 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 nhỏ, ram với thịt cũng ngon ha. Công nhận mình qua Hồng Kông mấy ngày tới, bữa nay bữa mấy ngày rồi đó mà ăn chưa hết ẩm thực của Hồng Kông, nhiều món lắm, nhiều lắm bạn, nó phong phú ghê đó. Ngoài mấy đầu bếp ở Hồng Kông á, người ta hay gọi là mấy sư phụ MasterChef. Ngày xưa bạn coi vua đầu bếp của Châu Tinh Trì bạn biết rồi, vua đầu bếp họ nấu rất là nhiều món Hồng Kông, họ chế biến rất là ngon nha, mình nêm nếm á. Ê, tiếp theo mình cho bạn coi thử, đây là cái món là gọi là con cá này mà để mình mua, nó giống như cá lưỡi trâu các bạn, ngày chiên xù lên này bạn nhìn nè, đó như cá giống như cái lưỡi của con trâu các bạn thấy không nè, đó giống lưỡi trâu không, mình ăn thử giòn ngon không nha. Này thì một dĩa mình ba con như vậy là mình mua là hết 60 đô là khoảng tầm 200 ngàn. Này thơm ghê, nó chiên mình có cái mùi mùi nồng của ớt mà nó không có cay giống như bên Tứ Xuyên. Là ớt bên Hồng Kông là ớt thơm bạn, đó da thịt của nó là trắng bóc mà đó. Thấy không, da thịt của nó nè, chẳng cá lưỡi trâu này nè, bạn thử cái này chiên giòn luôn rồi, nắm rồi giòn. Thì ở bên Mỹ á, hồi bữa mình có ăn cho bạn coi con cá lưỡi trâu rồi, ở trong nhà hàng bên Bắc Kinh bên Mỹ thì họ bán ở đâu đó mình nhớ không làm là khoảng 200 mấy còn 300 đô các bạn à, có nghĩa là còn 6-7 triệu á cho một con cá lưỡi trâu. Còn bên này cá lưỡi trâu rất là rẻ. Mình không biết này cá lưỡi trâu hay không nha, nhưng mà thịt nó chiên giòn ăn ngon lắm. Đó, ít xương lắm bạn, nó giống như con cá hố vậy á, nó chỉ có xương hai bên vai thôi, nó chỉ xương hai bên vai này nè, còn chính giữa là thịt không à, thịt không các bạn ha, thịt không à. Còn xương này nó rất là mỏng, xương này rất là hiền, thấy không, xương hình chữ V á, hình chiếc lá thôi, chứ xương chữ Y như xương cá chép rồi ăn rất là mệt. À, giòn đụm à, ngon á, mang uống bia ok á. Thì cái chỗ này á, nó cách chỗ Hồng Kông á, chỗ mình ở đã Hồng Kông nó cách khoảng 5 cây số, rồi bạn bắt tàu điện ngầm đi khoảng 15 phút là tới á. Bạn có thể nhai nguyên xương được luôn không? Nhai nguyên xương được luôn, còn rụm. Ok, tô che. À, cái này là con gì quên nữa, con ghẹ, hai con ghẹ hồi nãy mua. Thì ghẹ này á, nó khác với lại ghẹ bên Việt Nam mình nha bạn. Ghẹ này nó giống như gần gần giống như ghẹ Đài Loan gì á. Ghẹ này là ghẹ đỏ, nó phải là ghẹ xanh, cái vỏ của nó là màu đỏ nè, đặc trưng của bên phía đảo của Hồng Kông, Đài Loan á, nó khác cái ghẹ xanh của Việt Nam mình. À,
Còn hướng ở này là sẽ là tôm mũ ni. Tôm mũ ni họ làm theo kiểu là có hấp trái tỏi mà có miếng lên, các bạn, miếng kiểu Hồng Kông. Đó, tôm mũ ni rồi, thấy không? Đây, bạn thấy thịt nó chưa? Có gạch, có đồ nè, ở dưới này có trứng rất là nhiều nha các bạn. Đây, cho bạn xem nè, trứng rất là nhiều trứng. Thì con này là mình mua hết là 120 đô. Đây, các bạn coi trứng của nó. Dạ, ăn trứng chưa? Ui, làm miếng mà thấy Hồng Kông không? Họ chế biến rất là ngon, làm rất là good các bạn. Thì Cameron đang rất là thích ăn cái con này, có trứng, có đồ nè bạn. Hai bên đều có trứng luôn, nhìn ngon quá. Mình ăn thử cho bạn xem nha. Này, ok, mình sẽ ăn thử một xíu cái con bánh này. Này, mình ăn thử miếng miếng trước, trước mắt là mình sẽ ăn thử miếng miếng thử là ngon không. Đây đó, giòn giòn dai dai các bạn. Nước này vừa ăn luôn rồi, một bên Hồng Kông nên nước vừa ăn bạn không cần cắm gì luôn á. Thịt con này thì còn sống tươi rói nè, bạn thấy không, ốc yết nè, thấy không đó. Thử coi, trên ốc nó cũng có trứng nữa nè, trứng nè, thấy không. Cho ăn thử thịt nè. Ốc nữa nè. Dạ. Thank you. Dạ, yeah, no, I don't know. You can hit me. Yeah, it's so easy. Yeah, like this. Okay, thank you. Rồi, thank you. Đấy, bạn hay không? Nó chị chủ xinh đẹp đã làm cho mình ăn, cách ăn rất là dễ mà. Yeah, thank you. Tuy mình ăn con này cũng khoảng cả ngàn lần rồi, nhưng mà gặp mấy chị chủ xinh đẹp hỏi không biết ăn không, mình cũng kêu không biết liền các bạn. Đây, nguyên cục thịt luôn, nó tươi rói luôn. Thử nha, thử nha. Rồi nó chắc, mình gắn cho bạn coi thử nó độ chắc cỡ nào. Thịt nó chắc đủ rồi, rồi. Nó trắng mà nó chắc. Chú ý nha, mình chỉ làm một lần thôi các bạn. Tại vì mình làm là có lần là hết luôn cái này rồi. Trời ơi, nó đã. Tôm mũ ni này ở Việt Nam mình vẫn có, nhưng mà chủ yếu mình ăn ở Hồng Kông. Để các bạn coi thử là cách chế biến nó như thế nào, nó khác gì ở bên Việt Nam mình không ạ. Thì rất là chắc các bạn. Này, giá của nó lại rẻ hơn tôm hùm một chút. Đây trứng nè. Trời ơi, ngon à? Ngon chưa? Giờ ăn sao ta? Được chưa? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ ăn thử cái trứng. Nhìn rất là ngon của con tôm tích. Gần cho các bạn thấy không? Giờ mình ăn thử nha. Giòn lụm luôn, thơm quá. Đã bạn. Trời ơi, nhìn đã. Đã chưa? Đã thấy ở bên Hồng Kông ẩm thực không hú chưa? Tiếp theo mình ăn thử cho bạn coi bên này. Đây là con ốc, mình mua hết 150 đô các bạn. Đó, kéo ra cho bạn xem. Sắc mỏng như sashimi vậy á. Sốt thì dầu, miếng hành. Đây, mình sẽ ăn thử nào. Rồi, nó giòn. Ngon không? Thực 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 luôn. Ngon không? Không có tanh gì đó, không có tanh hôi gì đó. Rất là giòn nha. Không có dai, không có cứng. Ngay mềm mềm, nó thịt nó giống như ốc hương á. Giống như ốc hương. Rồi. Đã gì đúng không? Thì bên Mỹ á, rất là nhiều nhà hàng kiểu Hồng Kông này và thực khách họ ăn rất là đông không? Tại vì họ chế biến rất là ngon. Đây là tiếp theo là món ghẹ nè. Để mình ăn thử ghẹ này nha. Ghẹ của bên Hồng Kông. Trái tỏi. Đây.
thịt ghẹ rất là chắc nha. Đây là cái làng chài mà bạn, ngày xưa nó là cái làng chài, tới giờ vẫn là làng chài luôn, ngày xưa là làng chài nghèo á. Rất rất là mặn. Thịt ghẹ này á, bên Hồng Kông với Đài Loan rất là chuộng, tại vì nó cái hình của nó giống như là tài, là tam là tài các bạn, nó có gạch ba gạch các bạn, là tam là tài. Ở bên đây họ chơi bạc chuột rất là nhiều, họ quýnh bài bạc chuột, rồi bạn coi phim Tân Kinh Trì rồi đó, quýnh mà đổ nợ bán nhà bán đất luôn á. Rất là nhiều phòng bài bạc chuột, nhiều lắm. Thì họ thích ăn con ghẹ này. Thì cái chỗ này á, ép lợi châu bạn sẽ không hiểu là cái gì, nó giống như là cái Phú Quốc bên Việt Nam bên gì á, nó là một cái đảo riêng nằm tách biệt so với cái đảo Đài Loan. Rồi người ta cuối tuần người ta xuống đây chơi lắm, ta ăn Phú Quốc. Rồi á, thịt đầy quá trời đầy luôn. Đây bạn nhìn ở dưới nè, đây là càng ghẹ nó nè. Đây, đây là cái phần càng. À, đây là phần càng ghẹ. Mình sẽ ăn thử cái càng ghẹ thử nó sao nè. Đây, thịt nó. Thịt dày á, thịt full càng luôn. Ghẹ này bạn có thể ăn hấp được, ăn hấp hoặc là chiên xào nấu, nhưng mà nếu mà cái vị mà làm giống như mà bữa hôm video trước mình ăn cua á, thì cái vị cua nó làm ngon hơn cái kiểu này á. Cái cua mà làm theo kiểu sốt mà có ớt cay tứ xuyên này nọ, nó ngon hơn, nó mặn mà hơn. Cái này là cháy tỏi thì nó lạc hơn các bạn, tại vì cái hải sản này nó tươi sống. Nên nếu mà cái nào bạn thích ăn mà nguyên bản là bạn luộc hấp, còn bạn muốn làm theo kiểu Hồng Kông á, là nên mà xào cháy với lửa tỏi rồi ớt lên nó sẽ ngon hơn các bạn. Đây bạn, tiếp theo là cái món cuối cùng nè các bạn, đó là cái món cá hấp xì dầu. Cái mú đỏ bạn rất là ngon. Đây, lấy này cho bạn coi nè, đó nguyên mình con cá mú luôn bạn, nó to không? Ở trong là có bộ lòng nữa nè, đó bạn thấy chưa, họ làm hết bộ lòng mình rồi. Rồi mình sẽ ăn thử cho bạn xem. Thịt cá nè, trời nó trắng nó đỏ. Cá mú đỏ thì ở Việt Nam mình cá mú đỏ nó mắc hơn cá mú đen các bạn, tại vì nó hiếm hơn, nó bắt xa bờ hơn các bạn. Đa số Việt Nam là bạn sẽ là cá mú đen là chính, đây là cá mú đỏ thì thường thường là phải qua mạng bên Hồng Kông, Đài Loan mới có nhiều. Ngon các bạn, tôi đói à, để sẽ ăn thêm miếng hành. Nào bạn bỏ miếng hành ra, gắp miếng cá, để chấm miếng xì dầu, bạn bỏ miếng hành vô. Chua gì, rất ngọt, thiệt. Cũng cái này mình mua hết 250 đô, tiền công chế biến con này là khoảng 50 đô nữa, là hết khoảng 300 đô. 300 đô tính ra là khoảng 1 triệu, con cá là 1 triệu. Thì nếu mà bạn hấp xì dầu là 50 đô, còn nếu mà bạn chiên á, con này nam bạn muốn chiên con này lên thì con này khoảng, nếu mà chiên là 90 đô, tiền công chế biến là khoảng tầm đâu đó khoảng 300 ngàn các bạn. À, thấy không, ví dụ như mỗi món ở đây mày lên đây bạn ăn, ví dụ như cái con này chiên đúng không, bạn chiên theo kiểu này thì họ sẽ lấy phí bạn khoảng là 90 đô một món, ví dụ vậy. Con này là hấp là 50 đô, con này cũng là hấp thì là lấy 50 đô. Làm cái kiểu này á, còn con ghẹ làm kiểu này á là lấy tiền công chế biến là 90 đô, là cứ 300 ngàn các bạn, 300 ngàn tiền chế biến á. Tiền này là 150, là 300 là 900, còn cái này là làm hấp có dầu về 90 luôn, là tiền chế biến là hết khoảng tầm 1.2 triệu. Còn cái này làm nữa mình đâu đó khoảng tiền chế biến mình khoảng 1.3 triệu 1.4 triệu. Đó, nghĩa là bạn mua hải sản hết khoảng tầm hết 3 triệu, tiền chế biến hết 1 triệu mấy nữa các bạn. Thì ở Hồng Kông mình nói bạn biết đó là cái tiền vật lực tiền công khách sạn là rất là đắt đỏ, tại cái lương trung bình của Hồng Kông rất là cao. Một tháng lương của họ trung bình khoảng tầm 3.500 đến 4.000 đô một tháng các bạn à, lương rất là cao so với châu Á. Nên khi bạn
tới bạn ăn uống á, cái tiền công bạn trả cho những người phục vụ bàn hoặc là những đồng bếp nó rất là cao nha bạn, nó như bên Mỹ vậy á. Chứ mới đùa đâu. Tính ra tiền Mỹ cho bạn dễ hiểu là nó khoảng tầm tiền công chế biến khoảng tầm mỗi món chiên như vậy là khoảng tầm 10 mấy, 15 đô. Hấp thì khoảng tầm 7-8 đô cho bạn dễ hiểu. Đó. Cái bún đỏ mà. Trời ơi thịt nó ngọt. Nó ngọt lắm mấy ông, chua xì lắm mấy ông. Thôi mình sơ sơ thôi cho cái bên ăn nữa. Ok bạn, sau khi ăn seafood xong hiện tại mình ra lại tại bán đảo Cửu Long, thì sau lưng mình là quốc tượng Kim Tượng ở tại Hồng Kông. Thì tối nay ở tại Hồng Kông chỗ này, bên kia bạn chỉ nhìn qua bên đảo Hồng Kông là sẽ trình diễn ánh sáng các bạn, ở chỗ này rất là đông. Bữa trước mình chưa quay cho bạn xem, tới đây cho bạn xem nè. 8 giờ. Đây. Thì cái bức Kim Tượng Hồng Kông á, các diễn viên nổi tiếng á, thường là được giải thưởng này, nó tương đương với Oscar bên Hollywood đó các bạn. Thì đại lộ ngôi sao đây là bữa là mình review cho bạn xem rồi, thì ban đêm nó mới đẹp. Buổi sáng thì nó rất là nắng. Ban đêm nó sẽ trình diễn ánh sáng dọc theo. Cái này giống như bến Thượng Hải các bạn. Thì ban đêm đúng 8 giờ là mọi người sẽ tập trung vô đây để coi đại hội về ánh sáng nhạc nước dạng vậy các bạn. Nhìn qua cái đó, cái bên này thì cái bên đó là chính là cái chỗ là mình khách sạn mình ở các bạn. Khách sạn mình ở là bên chỗ đảo Hồng Kông, thì chỗ này gọi là cái Vịnh Đồng La. Bạn nào coi phim Hồng Kông nhiều thì bạn biết rồi. Cái người nghèo bên bán đảo Cửu Long bên này nè, đứng bên này thì hay nhìn qua bên Vịnh Đồng La bên đó là khu nhà giàu các bạn. Ngày xưa á, thập niên 80-90 bạn coi phim Hồng Kông nhiều bạn biết. Thì nó giống như bến Thượng Hải thì đó là Vịnh Đồng La các bạn. Đi tới đây bạn xem nè. Thì cái này nó giống như bạn thấy nhìn thấy không? The Hồng Kông Film Award Statue. Nè nó giống là cái tượng giải thưởng cho những diễn viên, đạo diễn, rồi âm thanh, ánh sáng, nhạc nhẽo rồi các bạn. Nó tương đương với lại Hollywood thì có từ năm 1982. Bạn có thể ngồi trên cái rạp ở sau lưng để bạn coi biểu diễn nhạc nước ở sau lưng đó, bạn có cái rạp. Hoặc là bạn đứng sát lên đây để nhìn gần hơn. Thôi các bạn, sau khi ngồi đứng chờ nãy giờ thì không thấy biểu diễn của mẹ gì. Khách nó đi bỏ đi về hết các bạn. Thì mình đang đi ra chỗ ngã tư ở tại bán đảo Cửu Long. Quá trời đẹp. Ui. Bạn thấy chưa? Bên kia treo đèn lồng đỏ, bên đây thì xe cộ tấp nập luôn nè. Đó, về đêm mà Hồng Kông về đêm thì chỗ này giống như bến Thượng Hải. Bạn nhìn qua bên này có khách sạn đỏ đẹp không? Treo lồng đèn, lồng đồ nè. Tết nhất rồi đó, đẹp chưa? Đóng bây giờ người ta đang chờ ra biểu diễn là sao? Siêu xe chạy quá trời không? Ferry phải không? Chạy đùng 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 đùng. Này xe buýt 2 tầng thì khá là đẹp. Chắc mình sẽ đi xe buýt này cho bạn coi thử xe buýt 2 tầng là như thế nào các bạn. Đó. Xe buýt 2 tầng đi ok không? Bạn thấy ở tại Hồng Kông ok các bạn, bạn đi du xuân thì có thể đi qua Hồng Kông chơi, mua sắm, ăn uống, đi bộ qua đường các bạn. Nó đông. Xe cộ đứng chờ đó không? Cái chỗ chờ cho người đi bộ mà nó rộng lắm bạn. Bạn phải đi hai lần mới qua được bên kia đường. Đó. Bạn thấy cái chỗ chờ cho người đi bộ thấy rộng không? Bạn thi hai lần. Chỗ này thì nó giống như là quận 1 các bạn. Đó, bến Thượng Hải đó. Đông không? Xe cộ đó. Nhộn nhịp chưa? Ok các bạn, bây giờ mình đi coi đi xe buýt ở tại Hồng Kông nè, 2 tầng nè. Đi dạo quanh thành phố các bạn. Đó, đây xe buýt nè các bạn thấy không? 270. Ủa? Vô ống này luôn rồi. Đó. Thì mình nói bạn có thể xài thẻ bác đạt thông này nè, đi xe buýt được. Hoặc là bạn xài thẻ visa vẫn xài được để đi xe buýt thế này. Đây cho mình quay cho bạn coi nè. Nói cái này bạn chỉ nhìn xuống được ở Hồng Kông. Ủa các bạn, thì sau khi đi xe buýt xong mình đi xuống mình mua sắm các bạn. Mua đống đồ bên Hồng Kông luôn, rẻ in luôn các bạn ơi. Mua có 1.400 đô. Thì đói bụng quá, giờ đi ăn cuối ngày nữa là kết thúc video hôm nay. Ăn seafood ra cảng rồi đi ra coi bắn, coi trình diễn ánh sáng rồi. Thì cái quán sau lưng mình này là rất là nổi tiếng về cơm mà tay cầm các bạn à. Rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Thì có 1, 2, 3 luôn, họ xếp hàng dài bên này nè các bạn. Đây trong khu này cũng là khu ẩm thực. Đây.
Thì đây là quán tên là Hinky Restaurant nè các bạn. Quán kiểu tay cầm, họ có 1, 2, 3, 4 chi nhánh luôn. Bên này thêm cái nữa nhá, 5 cái luôn phải không? Nguyên dãy luôn luôn. Đó. Thì ngồi không gian rất là ấm cúng các bạn, bạn có thể vô ăn được. Thì đây là menu nè. Nè, đây là menu nhiều loại mà, cơm xíu mại, cơm lẹp xưởng, cơm trứng, cơm hàu, hàu chiên trứng nè, cơm trứng, cơm cua, miếng rồi gì, nói chung là nhiều loại lắm. À, giờ mình sẽ đi vô con tiệm rồi nó ngồi ăn, nhưng mà sớt hàng dài lắm không? Thì nói chung là ở đây là phải xếp hàng, luôn cái menu lùi ra xíu bạn. Không phải là muốn ăn mà vô ăn đâu bạn, phải xếp hàng. Đó, đây không gian nè, ngồi khu rất mẹ rồi. Giờ vô kêu bà này. Đợi đứng đây anh vô anh hỏi. Can I have the table for chú? À ok. Đây bạn, đang xếp hàng chỗ này. Cái này vô thì mới được vô ăn. Ăn cơm mà đông vậy các bạn. Đó, bạn thấy không? Đông đen rồi không? Đó. Phải chừa cái like ra cho tao đi nữa, đi bên này nữa. Má ơi, mấy ông thấy ở bên Hồng Kông ẩm thực không? Đồng đen, đồng đỏ. Ủa các bạn, chúng ta đã có bàn để vô ngồi ăn rồi. Đây là cái menu của quán gọi là Hinky Restaurant. Thì trong này bán rất là nhiều món các bạn. Bạn có bán cái món cơm tay cầm kiểu này rồi bạn. Rất là nhiều loại cơm tay cầm. Thì họ bán tùy giá, bạn 80 đô, 100 đô Hồng Kông là tùy nha. Rồi seafood, hải sản nhiều lắm. Thì có cái món này cũng rất là nổi tiếng nè, Fried Oyster Cake nè, Deep Fried Oyster Cake rất là nổi tiếng ở tại đây. Thì trong này bạn có thể kêu rất là nhiều món, đầu bếp Hồng Kông họ làm nhìn đẹp mắt lắm các bạn. Chicken nè, họ làm chiên xào nấu nhìn đẹp á. Này, Deep Fried USA 100% bỏ chớp. Mỹ 100% mới chịu. Nhiều lắm, menu trong này bạn nhìn là 100 mấy đô nè. Thì chờ xếp hàng dài luôn, mà cái men quay ra sau nè, lơ tay ra sau mà thấy không, xếp hàng dài, phải dễ vô đâu các bạn. Vô đây ăn là cũng rất là khó nha, đó, thấy không? Thì để lên cái bàn trong này rất là khó, thì trong đây họ rất là nhiều loại cơm tay cầm nè. Đó, từ gà, bò, heo, ớt, lương, nồ, đủ loại bạn muốn cái gì cũng có, cừu cũng có nha, đầy đủ loại nha các bạn. Thịt heo, thịt gà, đùi, nội tạng, nồ, nhiều loại lắm. Một cái menu mà mình không thể nào review hết cho bạn coi được, nó quá là nhiều. Nhưng mà cái hàng này thì khá, có nghĩa là khá là nổi tiếng mà. Nó ngay cái chỗ cái chợ, giống như chợ đêm vậy á. Thì cái chỗ mình đang ở là chỗ này là gọi là cái, cũng là thuộc quận Cửu Long ngày xưa, là Bụi Đời Chợ Lớn các bạn. Phim của anh Hạo Nam các bạn. Ở đây mấy ông cô chú già già thời ngày xưa giang hồ các bạn nhìn ghê đó các bạn ơi, nhìn nguy hiểm. Đó, mình ngồi nghiêm túc để ngồi ăn. Ô các bạn, chúng ta đã lên đầy đủ món nè. Thì mình đang kêu ra cho bạn coi lên, đây là phần cơm tay cầm rất là nổi tiếng. Là trước khi mình quay cho bạn coi thì mình cho bạn coi đây là món canh cà chua rất là nổi tiếng ở tại Trung Quốc Hồng Kông. Thì canh cà chua trứng ở đây có trứng cà chua rồi nấm này nọ bạn, rất là nóng. Cái này bạn ăn nóng nó mới ngon các bạn. À, đây là cái món rất là đặc trưng mà khi bạn qua bên phía mà Hồng Kông Trung Quốc á, họ ăn rất là nhiều. Có gừng ở trong nữa các bạn, vừa ăn lắm, rất là ngon. Cái thì đây là cái món nè, là oyster chiên với lại trứng các bạn. Rất là signature, rất là ngon. Thì bên này là có một cái phần nước chấm. Ok, từ từ mình ăn mọi bạn xem nha. Đây là cái phần cơm của mình. Mở bạn xem nè. Cơm tay cầm nha các bạn. Thấy chưa? Đây là lương, đây là lương trắng nha các bạn, lương nè. Ba miếng luôn, đây là con ớt nha bạn, ớt nè. Ở trong là cơm, giống như cơm niêu bên Việt Nam mình vậy bạn. Đây là cơm niêu nha, nó cháy ở trong nè. Hành, ớt, trời ơi thơm. Cái menu đây bạn xíu nè. Đó, đây là phần cơm niêu. Nhưng mà là cơm tay cầm, gọi là cơm dry hot pot các bạn. Đó là, còn phía bên này là gút caramel nè. Cho bạn coi là cái men ăn gì nha. 1, 2, 3, ra. Ngon chưa bạn, đây là gồm có bò. Và đây là gà các bạn, bò, gà. Đó, cơm tay cầm luôn ở trong. Thì là nó sẽ như thế nào cho bạn coi xem nào. Đây là món rất là nổi tiếng, bạn phải chờ xếp hàng mới được ăn đó các bạn. Đây mình sẽ cho bạn coi cơm ở dưới nó như thế nào nha các bạn. Này, thấy chưa? Cơm nó cháy luôn bạn, như cơm niêu bên Việt Nam mình nó, ở Hồng Kông họ nâng tầm cái cơm tay cầm này lên rất là nổi tiếng. Nhưng mà Việt Nam mình phải làm sao nó nâng tầm cơm niêu lên các bạn. Ngon lắm mà.
Có thể mình ăn các bạn thử miếng lươn nè. Đây là lươn. Đây là lươn trắng các bạn, chứ không phải là cá nha, lươn trắng kiểu bên Nhật á. Nào ăn thử nè. Ngon các bạn. Trời ơi, cái lươn trắng này nó mắc hơn lươn vàng. Lươn vàng ở Việt Nam mình á thì khoảng 100, chỉ có 100 đô thôi. Nhưng mà món lươn trắng này là khoảng 115 đô. Ngon không? Ăn như cơm niêu vậy á, nhưng mà họ bỏ chung vô như vậy. Đẹp không? Nên á, tụi mình tư vấn cho mấy bạn là ở Việt Nam á, bạn nào muốn kinh doanh á thì bắt chước theo mô hình này, làm cơm niêu xong bỏ cơm vô sẵn trong này luôn, chứ không phải anh bỏ phần cơm ở ngoài các bạn. Bạn hãy làm bỏ đồ ăn vô trong. Là gà, bò, cù, heo, cá gì vậy, bạn làm theo kiểu này nè. Rất là hot ở bên Hồng Kông bạn thấy không? Các bạn có thể mở quán cơm sinh viên nè, cho công nhân, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, bạn làm theo kiểu cơm niêu như vậy nè, rất là ngon. Đây là món ớt nè. Đây là ớt thấy không? Ớt trắng nè bạn thấy không? Đó. Mình thử nè. Tôi đói không? Ngọt, bạn thịt ngọt. Trời ớt ngọt. Đây, cái đùi ớt trắng bóc. Này sẽ chấm vô miếng này nè. Đó. Đây. Nước sốt ngon bạn. Tỏi ớt cay. Ngon bức à. Công nhận Hồng Kông làm ngon. Tụi ăn từ sáng đến chiều luôn. Dễ mang. Nè, cơm nó cháy luôn bạn nè. Đồng rụm luôn không? Đó. Bạn hơi uống bia. Cái này bạn uống bia đen. Thấy bia không bạn? Bia màu đen nha. Đó. Làm miếng. Ngon quá. Thì cái quán này là kiểu như anh chị ngày xưa thời mà giang hồ các bạn. À, đây là miếng rau muống nè, rau muống xào. Thử với bạn coi nè. Ngon, vừa ăn hết luôn ạ. Họ làm rất là vừa ăn. Ăn thêm miếng lươn nữa rồi. Béo, thơm, giòn phụm. Chắc mặt luôn chắc ngon. Người bạn ở Hồng Kông nhớ ăn thử cái món cơm này. Đây, nói tiếp theo mình sẽ thử với bạn cái món đây rất là nổi tiếng là oyster, họ chiên cái trứng các bạn. Đây, một phần, hai phần, hai miếng các bạn. Đó, đây là phần nhỏ, phần small thôi đó, mà rất là nhiều thì bạn nào nhớ tới ăn á thì kêu phần small là đủ rồi. Phần này các bạn xe ra có thể được ăn được 4 người, 5 người gì đó bạn. Nè, ở trong là bạn nhìn nè, nó có oyster ở trong các bạn, bạn thấy không? Oyster nè, đó, rất là nhiều oyster nha, đó. Để thấy không? Thì một phần trứng lên như gì? Mình ăn thử, ăn vừa ăn nha. Béo bạn, thơm bức à. Đây là cái con oyster. Oyster mà, oyster sữa gì á. Chấm miếng nè. Ngon nha bạn. Ăn từ sáng tới khuya luôn. Mua sắm, shop đồ, mua đồ, shopping này nọ bên Hồng Kông rất là good. Hệ thống phương tiện công cộng rất là ngon luôn bạn. Cạch vô trứng ăn miếng nấm nữa. Trời nó đã. Của cái là me đó bạn ha, gà nè. Họ làm nè. Thấy không? Trời ơi nhìn nó ngon chưa. Mình thử miếng bò của bên Canamen các bạn. Đây Canamen nè. Cục thịt bò nè, trời ơi. Thôi thôi gấp bên này đi, cục nhỏ đi. Đây, thử cục bò, caramel. Tại mình sẽ xe ra các bạn. Mềm lắm, thơm lắm. Ngon, bò ngon các bạn. Vừa ăn luôn. Vút á. Cái phần của caramel có vẻ ngon á. Họ làm bò có gừng ở trong nữa. Ngon á. Rau muống. Bạn thấy không? Cơm y chang Việt Nam mình thôi nhưng mà họ làm nâng tầm lên làm kiểu tay cầm rất là ngon. Rất hàng giờ luôn á. Bán mà tới 9, 10 giờ, 11, 12 đêm. Ngon. Đã à. Ăn thêm miếng miếng ớt nữa này các bạn. Đùi ớt nó trắng bóc. Nhìn bạn thấy không? Đó. Bên này họ không ăn da nha, ớt họ không ăn da, họ lột da ra rồi. Thì rất là ngon.
Đó. Ngon. Thì mình ăn cái phần này khoảng tầm 115 đồng nè, 115 đô là khoảng tầm 300 mấy 400 ngàn á. Cái phần này là 400 ngàn, 350. Cái phần của ramen khoảng tầm 350 nữa là 700, cái này là 70 đô nữa là khoảng tầm 200 mấy á. 70 đô là 200 mấy á, bạn gần 300 là 1 triệu. Tô canh trứng này là khoảng tầm 200 nữa, 1.2 triệu. Vị đâu muốn nữa là 1.4 triệu. Uống bia này nọ chung là khoảng tầm đâu đó khoảng 1.5 triệu các bạn. Rồi sáng thì mình ăn hết tầm 4 triệu mấy nữa, tính tiền công nấu ăn nữa các bạn. Thì nguyên ngày mình ăn này khoảng tầm 6 triệu. Ăn lát khoảng tầm 6 triệu chung là về Hồng Kông đó, để dành tiền đi ăn các bạn. Tiền ăn thì nói chung là tại vì đời sống ta cao quá, giá cả cũng hơi đắt đỏ. Thì đi hai đứa ở bên Hồng Kông họ cho visa là chỉ có 7 ngày thôi. Thì hai đứa thì bạn cầm thì khoảng tầm 100 triệu là xài ngon các bạn. 100 triệu mỗi người 50 triệu là ok á. Thôi, có trong tập này khá là dài rồi. Tắt video để cho game mình ăn cho nó nóng các bạn. À, hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye. Nào.